Quyền Linh xin hoan nghênh tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gia đình Tài Tử ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Gia đình Tài Tử là một chương trình hết sức quen thuộc với tất cả khán giả truyền hình trên cả nước và tất cả những hộ gia đình đến đây. Ngày hôm nay họ sẽ tranh tài với nhau để đến với vùng thi tháng để giành giá trị giải thưởng 100 triệu đồng của Panasonic. Đầu tiên, Quyền Linh sẽ giới thiệu thành phần không thể thiếu trong chương trình này, đó là ban giám khảo nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ ưu tú đẹp trai Chí Trung, nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết. Còn bây giờ sẽ là hai gia đình đến từ đâu? Xin mời quý vị hướng về màn hình. Vị sứ giả lớn tuổi của chương trình Gia đình Tài Tử đã được đón tiếp trong sự hâm mộ nồng hậu của cả nhà. Tham gia chương trình Gia đình Tài Tử, chị Phạm Thị Tý 45 tuổi trưởng đoàn, các thành viên khác gồm bác Ngô Thị Xuân 73 tuổi, cô Nguyễn Thị Đãi 55 tuổi, chị Phạm Thị Thạnh 38 tuổi, anh Phạm Phước Vĩnh 25 tuổi, chị Phạm Thị Thanh Long 24 tuổi, chị Phan Thị Như Nguyệt 21 tuổi, anh Ngô Văn Dương 21 tuổi, anh Phạm Chí 21 tuổi, em Nguyễn Công Toàn 17 tuổi, em Phan Thị Ngọc Ánh 15 tuổi. Không để gia đình đợi lâu, trưởng thôn Văn Hiệp giao ngay thử thách cho gia đình. Dù ca khúc có vẻ như không quen lắm với gia đình, nhưng cả nhà vẫn rất phấn khởi. Trở lại với nhiệm vụ chính, sứ giả cùng gia đình lựa chọn sản phẩm yêu thích nào? Có tủ lạnh. Handycam cho gia đình để ghi lại hình ảnh một tuần luyện tập. Được thấy tận mắt bộ giải thưởng trong mơ, cả gia đình quyết tâm giành tấm vé vào vòng thi tháng. Đó là gia đình chị Phạm Thị Tý đến từ Điện Bàn, Quảng Nam. Dạ, xin chào cả nhà chị Tý ạ. Chị Tý tuổi gì? Chị Tý tuổi con dê. Hôm nay gia đình chúng ta tụ tập rất là đông đủ đúng không chị? Và tập luyện nó có khó khăn gì lắm không? Nói chung tập cũng hơi là khó khăn. Yeah. Bởi vì buôn bán rồi đó, với là mấy đứa con cũng đi làm xa, cho nên tập thiện cũng hơi cực lắm. Buôn bán có cực bằng tập ca nhạc không? Buôn bán thì cũng dễ hơn. Nhưng mà buôn bán nhiều khi lời không có nhiều bằng thi thi á. Nhiều khi mình thi xong mình lãnh 100 triệu vậy luôn, một ngày là kiếm 100 triệu luôn. Nếu như được đó cũng rất tốt. Dạ, cháu xin chào bà. Bà có hay hát ở nhà không? Dạ không. Không hát sau này dám đi thi hát? Dạ cũng đưa cả con cháu đi tệ cho vui đấy. Đưa con cháu đi chơi vui, vậy nhiệm vụ của bà là làm gì trong tiết mục ngày hôm nay? Dạ đi với mẹ cháu đó. Dạ. Đồng viên cho con cháu cho vui đấy. Nghệ sĩ đồng viên. Tức đơn sân khấu là đồng viên, cố lên đúng không cụ? Dạ. Chứ có múa gì không? Dạ không. Cụ thấy hôm nay tinh thần phấn khởi không? Dạ vui. Vui, rất là vui đúng không? Dạ. Rồi, xin hỏi con trai, hôm qua trước khi đi mẹ dặn sao? Dạ hát thật hay. Con có thích lên sân khấu không? Dạ cũng thích. Thích làm nghệ sĩ không? Dạ không. Trời đất ơi. Không thích làm nghệ sĩ, con thích làm nghề gì? Nghề bác sĩ. Bác sĩ hả? Hôm nay làm nghệ sĩ bác sĩ đúng không? Ta cho tràng pháo tay chào đón gia đình đến từ Quảng Nam. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Chàng sứ giả trẻ tuổi vui tính đã đến với gia đình ở Gio Linh, Quảng Trị. Chú Trần Ngọc Hoạt 67 tuổi trưởng đoàn, anh Trần Ngọc Linh 43 tuổi con trai, anh Trần Văn Tú 41 tuổi con rể, chị Trần Thị Ngọc Hà 40 tuổi con gái, anh Trần Lữ Hoàng 42 tuổi con rể, chị Trần Phương Ly 35 tuổi con gái, chị Trần Thị Ngọc Vân 37 tuổi con gái, chị Hồ Thị Kim Liên 39 tuổi con dâu. Các cháu của chú Hoạt cũng tham gia chương trình gồm bé Trần Ngọc Huyền Trinh 9 tuổi cháu nội, bé Trần Lữ Ngọc Nhi 9 tuổi cháu ngoại, em Trần Ngọc Huyền Trân 16 tuổi cháu nội, em Trần Thị Quỳnh Như 15 tuổi cháu ngoại. Đến với vùng đất Gio Linh, Quảng Trị, không thể không nhắc đến địa danh lịch sử nổi tiếng Dốc Miếu. Và những người con Gio Linh như chú Hoạt không thể không tự hào về chiến tích lịch sử này trên vùng đất quê hương mình. Trên đó bây giờ có các cái di tích lịch sử chiến tranh để lại. Yeah. Như là các cái đồn bót, tăng, tư, các cái công sự chiến hào ngày xưa. Trong không khí thắm tình đoàn kết, sứ giả cùng gia đình cất cao bài ca, nối vòng tay lớn. Trở lại với nhiệm vụ chính, sứ giả cùng gia đình lựa chọn sản phẩm yêu thích nào? Tên bài hát thử thách cuối cùng cũng đã được sứ giả bật mí. Ca khúc này đó là ca khúc Khúc Hát Người Đi Khai Quang, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ. Ơi, họ ơi, ta
đây là chiếc handycam để cả nhà lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của 7 ngày luyện tập. Tạm biệt sứ giả, cả nhà bắt tay vào luyện tập thôi. Một gia đình đến từ Gio Linh, quản trị gia đình chú Trần Ngọc Hoa. À, xin chào cả nhà chú Hoàng ạ. Mình đến từ Gio Linh. Hiện nay thì bà con đó làm nghề gì là chính hả chú? À, đa số là làm nông nghiệp. Nông nghiệp là trồng làm ruộng. Làm ruộng. Có trồng trái cây gì không chú? Có trồng cây cao su, một phần tiểu điền trồng cây cao su tiểu điền. Dạ. Gio Linh là có rừng không chú? Gio Linh có rừng nhưng bây giờ ta khai hóa hết để ta trồng cây cao su. Dạ, cao su là chính. Chính. Và hiện nay chú làm nghề gì? Chú về hưu rồi, bây giờ làm những việc xã hội thôi. Dạ. Tham gia cả công tác xã hội như khuyến học, khuyến tài rồi vậy. Trước đó chú công tác ở đâu? Trước đó chú làm ở ngành thông tin văn hóa. À, vậy là ngày hôm nay chúng ta có tinh thần rất lớn đến cuộc thi đúng không ạ? À, đúng. Mình chú là ai, có ai làm nghề thông tin văn hóa đâu không ạ? Có mấy đứa con như giờ nó đang học ở Hà Nội. Không về đây thi cho nó hoành tráng. Chỉ có về một người thôi, một cháu thôi, cháu ngoài kia. Rồi, xin chào chị mặc đồ đỏ. Chị đang theo ngành văn hóa thông tin mà chuyên là gì ạ? Không ạ, em làm cho công ty Đài Loan. Làm ty Đài Loan, chắc là mình biết nói tiếng Đài Loan đúng không? Không ạ, có ít nhưng mà chủ yếu là nói tiếng Nhật. Làm Đài Loan mà nói tiếng Nhật. Này lạ nha. Xin hỏi con nhỏ nhất này, xin mời con. Món gì Gio Linh con thường hay ăn nè? Bột lọc. Bột lọc hả? Rồi bữa nào con đem con đãi cho chú Gio Linh ăn bữa nha. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng hai đội sẽ cử ra đại diện để giao lưu với nhau chút xíu. Dạ, con xin chào bác Hoàng ạ. À, rồi, chào cháu. À, hôm nay gia đình cháu đi thi được mấy người? Dạ, được chừng 2 người thôi. 12 người hả? À, như vậy thua gia đình chú 2 người, chú 14 người. Dạ. À, tham gia chương trình này là vui chơi là chính thôi phải không? Thắng thì không kêu mà bài không nặng. Dạ. Nhưng mà thí dụ giờ gia đình mình thắng, mình có tặng quà gì lại cho gia đình của chú Hoạt không? Dạ, mời nhậu à. Mời nhậu. Còn nếu chú Hoạt thắng thì sao? Cũng vậy à, cho tặng quà rồi trở về bên này đi ra xa. Cho nên là mời nhậu chút xíu rồi ra. Dạ. Có mời Quyền Linh không? Tất nhiên là mời Quyền Linh về ban giám khảo. À, cảm ơn. Chúng ta bốc thăm số 1 thì trước, số 2 thì sau. Gia đình chú Hoạt sẽ là gia đình thi trước, còn gia đình của chị Tý là gia đình thi sau. Xin chúc cho hai gia đình gặp nhiều may mắn. Chúng ta sẽ có 10 phút để chuẩn bị. Xin mời quý vị đến với 7 ngày luyện tập của gia đình. Đầu tiên, sao địa điểm luyện tập của gia đình lại nhiều bia thế nhỉ? Thì ra đây chính là nơi kinh doanh quán ăn của gia đình chú Hoạt. Để tập trung luyện tập, cả nhà đã đóng cửa quán ăn vài ngày, chẳng mấy khi tham gia chương trình gia đình tài tử. Chắc những vị thực khách cũng sẽ thông cảm cho gia đình thôi. Mọi người thảo luận rất rôm rả. Tuy nhiên, vị chỉ huy chính của tiết mục vẫn chưa thấy xuất hiện. Là nhân vật này chăng? 2, 3, 4, 5. Đang luyện tập hăng say. Đột nhiên, bé nó khóc, đang tập về chân bé nó khóc mà cho nó múa cái đó. Vốn là một họa sĩ, chú Hoạt đảm nhận hết phần làm đạo cụ cho tiết mục. Những bông hoa này chính là do chú tự tay thiết kế và thực hiện, trông rất sinh động và đầy màu sắc. Chú cũng chính là người động viên, nhắc nhở con cháu luyện tập nghiêm túc để tiết mục được hoàn thiện hơn. Cả gia đình luyện tập rất nhiệt tình, đội hình đồng đều và có một người đầu tàu luôn động viên tinh thần. Nhưng hình như họ vẫn cần một người nhạc trưởng, một chỉ huy cho việc dàn dựng tiết mục. Hãy cùng chờ đón khúc hát Người đi khai hoang của gia đình chú Trần Ngọc Hoạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi rất là ấn tượng về cái màu sắc của gia đình đưa đến một bài hát đầy sức sống. Cái động tác tặng hoa cho tất cả các thế hệ trẻ, tôi cho đấy cũng là một cái ý tưởng hay. Phần hát cũng khá đều, nhưng tuy nhiên là tôi muốn là nó hát nó sôi động hơn chút xíu nữa thì bài hát nó sẽ hay hơn. Gia đình ta nhận một bài hát khó đấy chứ không phải dễ đâu. Tôi biết tính Lưu Nhân Vũ lắm và cái phong cách của anh ấy. Anh ấy là cái người viết nhạc miền Nam ấy, màu sắc dân ca rất là đậm đà. Và chính cái đậm đà ấy làm cho chúng ta khó diễn. Nhưng mà ở đây hôm nay tôi thấy các bạn là thành công. Đặc biệt là các bạn này là hát bằng phát âm bằng tiếng miền Nam. Màu sắc của họa sĩ Hoạt thì rực rỡ, lại còn tinh tế nữa. Tức là đến lúc cuối cùng thì mới mở cái bông hoa ra mới biết là chào mừng gia đình tài tử. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của hai vị giám khảo. Tôi chỉ xin có hai điểm. Thứ nhất là xin lĩnh hội cái ngón nghề của anh Hoạt về vấn đề này để truyền tải cho các sân khấu của chúng tôi. Cái mở ra gây rất bất ngờ FV. Tôi cũng thắc mắc vì sao bông hoa nó lại có hai lớp, nhưng cuối cùng bụp một cái ra chữ. Nhưng cũng lại xin đóng góp một chút chữ gia đình tài tử và chữ chào mừng khán giả. Các bạn nên trụm lại một chỗ thì máy quay sẽ tập trung, tất cả điểm nhìn của chúng tôi sẽ tập trung và tạo được hiệu ứng về thị giác sẽ rất tốt hơn nữa. Thay vì bụp 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 hoa nở lộp độp và tản mạn, nó sẽ không tạo hiệu ứng. Nếu vào vòng trong hơn nữa thì xin anh Hoạt trong chút hơn một chút nữa, làm sao để cho tất cả chúng tôi mãn nhãn. Phải nói là rất khó khăn đối với những thí sinh trong chương trình gia đình tài tử, nhưng họ đã cố gắng nỗ lực và chúng ta xem phần luyện tập gia đình thứ hai. Nhận được thử thách, gia đình chị Tí luyện tập ngay. Chị Thạnh, em gái của chị Tí, dù đang mang bầu nhưng cũng rất nhiệt tình. Chưa có em bé, có em bé rồi thôi mà chưa cơ hội, nhưng mà không lên được TV nữa, không biết cơ hội nào để lên. Nhà chị Tí ở ngay mặt tiền đường, rất thuận tiện cho việc buôn bán. Nhưng cũng chính vì thế, tiếng ồn ào từ ngoài đường vọng vào đã gây khó khăn cho việc luyện tập. Đó là chưa kể sự mất tập trung vì vừa tập vừa phải bán hàng. Ra quần với đội hình trẻ chiếm ưu thế, ca khúc Xôn Xao Đà Nẵng với tiết tấu vui tươi có vẻ như rất thích hợp với gia đình. Sự nhiệt tình của gia đình đã lan sang cả chú chó này chăng? Vấn đề băn khoăn nhất của gia đình vẫn là việc chọn trang phục. Mấy người hát thì mỗi người mặc một kiểu, còn mấy người múa thì cứ mặc váy ngắn xong trong mặc quần đen tới lẫn tới chỗ đây nè cũng được. Ví dụ như gì tí nó là mặc quần ngắn đi chẳng hạn. Đó là chưa kể công việc khác nhau khiến việc tập trung cả đội hình gặp khó khăn. Bỏ bê công việc rồi đi ra tập rồi nhiều hồi mắt bón rồi đó cũng phải bỏ vô thời gian để tập chứ còn cũng cực lắm. Còn như anh với lại một số mấy chị này thì ở làm ở Đà Nẵng xong rồi cứ tối xong chạy về chiều tối chạy về đây tập. Nhưng đó vẫn chưa phải là khó khăn duy nhất khi một thành viên vì lý do riêng mà không thể tiếp tục tập luyện mà người thay thế thì
nắng ơi, hào khí mùa trời, thắm ba diện bao mơ ước. Phố rộn ràng, biển vang khúc hát, đêm vàng rực rỡ ngày lên. Càng yêu thương, càng dần dần khó khăn, dần sông hàng sông xanh thơm. Đà Nẵng nhớ nhà tôi, sông hàng nhớ nhà cầu dân. Thành phố rộng dài đẹp mãi, trăm hoa nở bừng phố quen. Đà Nẵng bao ba trời hội, bạn bè khắp nơi tụ về. Ta chờ nhau nơi phố phố, náo nức niềm vui lan tràn. Phải nói là cái bài hát Xôn Xao Đà Nẵng thì gia đình cũng đã mang đến một cái không khí rất xôn xao, vui tươi, náo nhiệt. Hơi tiếc một chút là một giọng của cháu nhỏ và một bạn thanh niên. Thì có lẽ là hai cái giọng song ca nó chưa được tốt lắm, bởi vì là cái giọng của cháu có lẽ là hơi bị cao so với giọng của cháu. Cho nên là khi cháu lên cao là hát nó cứ bị đuối. Chọn bài này tôi thấy cũng là táo tợn, khó không phải dễ. Hát đoạn thấp trẻ con thì không sao, nhưng người lớn thì bị tiếng nó mờ đi, nó tối đi. Lên đoạn cao ấy thì cả nhà đều ngon lành, thì chú bé này lại bị chơi non. Lúc đó là phải để cho chú bé không hát cơ. Tôi cũng rất là phục các bạn là dám chơi một bài như thế. Xôn Xao Đà Nẵng là một ca khúc mà các bạn hát đã toát lên được cái không khí, đã đem lại cái ánh nắng của thành phố Đà Nẵng rực rỡ và cái dòng sông Hàn lấp lánh. Chỉ tiếc rằng là cái ánh nắng rực rỡ, cái dòng sông Hàn lấp lánh trên những cái làn tay của các cô gái xinh đẹp chỉ đọng ở trong mắt những cô gái, những chàng trai. Thế còn bác là quyết không chịu lấp lánh. Bác đúng là một nghệ sĩ động viên. Tôi đánh giá rất cao cái phần sáng tạo của các bạn về cái dòng sông, về cái quạt. Cả ba vùng miền chúng ta sử dụng quạt rất nhiều, nhưng cái quạt để biến thành một dòng sông, quạt để biến thành những tia nắng chiếu xuống thành phố Đà Nẵng thân yêu thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Xin chúc mừng các bạn về những ý tưởng sáng tạo. Con vẫn có một cái gì đó nó trăn trở là tại sao ngoại không hát. Xin mời ngoại bước lên trên nè. Lâu lâu mình lên sân khấu mình phải hát không? Cầu tiền tiền sau vài 12 dịp, anh quá không kịp tôi lắm em ơi. Không, ngoại chứ, đứng đây chưa. Bây giờ mình lên sân khấu á, mình không phải đứng mà nghiêm thế này. Mình phải câu hàng tiền. Quý vị đồng ý không ạ? Cho ngoại trang pháo tay. Lâu lâu mình lên sân khấu một lần, rồi bắt đầu mình làm lại. Lắc qua. Đúng rồi.
vài 12 dịp. Anh quá không kịp tôi lắm em ơi. Hôm nay ngoại vui không? Vì con chào ham đi là tôi phải đi theo bạn như vui. Là vui đúng không? Dạ. Có bao giờ ngoại vui bằng như thế này chưa? Không. Ngày xưa ngoại gặp ông ngoại, ngoại vui bằng giờ không? Mà chỉ có. Mất cỡ. Cảm ơn ngoại. Rồi chúng ta vào để công bố kết quả. Mỗi gia đình đều có sự cố gắng và nỗ lực riêng. Bây giờ chúng ta sẽ công bố xem đội nào sẽ được bước vào vòng thi tháng chúng tôi. Và ở đó rất gần với giải thưởng 100 triệu đồng của Panasonic. Đầu tiên là khả năng ca hát, đội đến từ Quảng Trị. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết, 9 điểm. Nghệ sĩ Như Đình Hiếu, 9.6. Nghệ sĩ ưu tú Chi Trung, 9 điểm. Khả năng ca hát của đội đến từ Quảng Nam, nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết, 8.6. Nghệ sĩ Như Đình Hiếu, 9. Nghệ sĩ ưu tú Chi Trung, 9. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Quảng Trị, 9.6. Nghệ sĩ Như Đình Hiếu, 9.6. Nghệ sĩ ưu tú Chi Trung, 9.8. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Quảng Nam, nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết, 9.6. Nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu, 9. Và nghệ sĩ ưu tú Chi Trung, 9.8. Tổng số điểm của gia đình chị Tý là 55 điểm. Chúc mừng. Và đội gia đình chú Hoạt là 56.6. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Chi Trung và nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết sẽ lên trao giải thưởng và trao quà cho đội đến từ Quảng Nam. Cảm ơn gia đình đến từ Quảng Nam. Chúc mọi điều may mắn. Xin chào. Xin kính mời nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu sẽ lên trao chiếc vé vào cuộc thi tháng cho đội đến từ Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình gia đình đệ tử cho Panasonic tài trợ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hòa cùng không khí náo nức của những ngày lễ kỷ niệm 37 năm thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2012. Chương trình Gia đình Tài tử sẽ tổ chức một buổi giao lưu hoành tráng với những tiết mục đặc sắc đến từ những gia đình đã xuất sắc giành được giải thưởng đặc biệt trong vòng thi tháng, đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Để đến với buổi giao lưu, họ là những gia đình nào và sẽ trình diễn những tiết mục gì? Tất cả sẽ có trong chương trình Gia đình Tài tử số đặc biệt.